của thằng chàng xe mình. Mày ra. Mày có sao không? Em không sao đại ca. Mày là thằng nào? Sao mày ngu quá vậy? Tao muốn cho mày biết tao bịt mặt làm gì. Mày thì ra là mày hả? Tắm lại. Tụi mày muốn ra tay thì ra tay cho gọn lẹ đi. Tao mà thoát được tụi mày chết cả lũ. Thằng Dũng sâu sai mày giết tao à? Đập chết nó cho tao. Dạ. Mày hả? Mày mẹ mẹ. Tụi bay quýnh như đàn bà quýnh vậy. Mày hả? Mày hả? Mày anh em có mặt đủ hết chưa? Dạ, đủ rồi. Tất cả chia nhau đi tìm anh Tám Lạng. Đến nhà hàng, vũ trường, quán bar, karaoke hoặc tiệm net, nơi nào mà Tám Lạng thường tới, lục soát thật là kỹ cho anh nghe chưa? Dạ. Nhanh lên. Đi. Đi. Sao rồi anh Sáu? Mấy anh em đã chia nhau đi tìm hết rồi. Bây giờ em đi theo anh. Dạ. Đi vô quán bar mà kiếm. Dạ. Em chở anh đi. Tại vì em có thấy nó chưa? Không. Em trai, cho anh hỏi, em có thấy anh Tám Lạng vô đây chơi không? Dạ không thấy. Dạ, em chào anh. Có chuyện gì không mấy anh? Mày có thấy thằng Tám tới đây không? Dạ, lâu rồi anh Tám đâu có ra đây. Ủa, mà em nghe nói là mấy anh đã nhường quán này cho Thắng Thẹo bảo kê rồi mà. Đi. Đi tụi bay. Tụi mày bên Hùng Lì hả? Tụi mày tới đây làm gì? Tụi chó. Tao nhớ đây đâu còn là địa bàn của tụi mày. Bữa nay tụi tao tới đây để đánh chết mẹ mày chứ chi. Dạy. Rồi.
Không, không thấy thằng Tám đâu hết. Nãy giờ anh em mình xâm nhập địa bàn của tụi nó cũng lâu rồi, mình đi ngay thôi, nguy hiểm đó. Ê, tụi bay tới đây làm gì? Tao tới đây để tìm người, chứ không phải để gây chuyện. Đây không phải địa bàn của mày. Dạ chào mấy anh. Hôm rày mày có thấy anh Tám tới đây không? Dạ em đâu thấy đâu. Nếu như mày thấy á, mày báo tao biết nghe không? Dạ. Đi. Đại ca. Thưa chú. Sao rồi? Có thấy thằng Tám không? Tụi em đã đi tìm khắp nơi mà không thấy nó đại ca. Không biết nó có bị hai hổ bắt không nữa. Tự ý hành động mà không hỏi ý kiến gì hết, càng lúc càng quá đáng. Hay là để em đi tìm tiếp? Khoa hay không? Bây giờ biết nó ở đâu mà tìm. Tạm thời vô nhà nghỉ ngơi đi, mình bàn kế hoạch tiếp rồi hả tìm. Thằng thầy nó tài ác lắm. Nếu như anh Tám rơi vào tay nó, nó không để yên đâu. Hai hổ, nếu mà dám làm vậy với người của tao thì tao không nhịn nữa. Muốn chơi thì chơi. Thằng Vũ Sầu không dám ra mà, cứ mày tới chơi tao chứ gì, đúng không? Cũng mày là mạng hai hổ này lớn, nếu không là bị tụi mày xử rồi. Mày à, mày à, mày à, mày cười cái gì? Tao mắc cười quá. Tao tưởng chỉ có thằng Thắng Thẻ rồi đàn bà thôi. Mày hai hổ mày đánh cũng yếu như đàn bà. Tao đang ngứa nè, gãy đi hai hổ. Gãy nữa đi hai hổ. Gãy nữa hả? Gãy nữa hả? Gãy nữa hả? Gãy mày nè. Sao? Đau? Chưa, chưa đã. Nữa đi. Nữa hả? Nữa hả? Nữa hả? Thắng, đánh nó cho tao. Nữa đi. Cả lũ tụi mày chỉ là đàn bà thôi. Đàn bà hả? Đàn bà hả? Mẹ mày! Đàn bà hả? Đà lắm! Đánh nữa đi! Tụi mày! Mày đánh đi! Nữa đi! Anh hai! Anh Thắng! Cái gì? Xăm mình hả? Cảm ơn mày nghe Thắng Thẹo. Hôm rày tao tính xăm mình mà tao hết tiền. Bữa nay được mày xăm miễn phí, tao vui lắm. Xăm đi cưng. Nè, xăm đi Thắng Thẹo. Nè. Cảm giác này chắc sướng. Tao nghĩ chắc chưa bao giờ mày hiểu được cảm giác bị thanh sắc này chạm vào người. Mày có lời nào trăn trối không? Trăn trối hả? Có thanh sắc này thôi mày kêu tao trăn trối hả? Hả? Buồn cười chỉ cái lũ đàn bà tụi mày. Vậy mà dám xưng ra sâu đen. Mày cười nữa đi. Tao thấy mày anh hùng lắm mà. Anh hai nhìn kìa, tao đang la như một con chó sắp chết kìa. Tao cảm ơn mày Thắng Thẹo. Mày đã xăm cho tao. Mày, tụi bay. Dạ. Lấy cái khác cho tao. Dạ. Đừng mà, đừng. Tao xin tụi mày. Tao lại tụi mày. Tao chịu thua. Mày anh hùng lắm mà, tại sao bây giờ lại gian sinh tao hả?
Mày đúng là một con chó ngoan. Bây giờ mày thả tao ra được chưa? Tao lại mày. Một sát thủ. Một sát thủ? Mà sao mày yếu quá vậy hả? Tao rất tiếc, yêu cầu của mày không chấp nhận được. Tao lại mày. Mày thả tao ra đi. Đàn em của Dũng Sầu mà chỉ có vậy thôi sao? Đồ hèn. Tụi mày hứa thả tao ra. Ê, tao sẽ nói cho tụi mày biết một bí mật về Dũng Sầu. Tao xin tụi mày. Bí mật gì? Nói. Mày chưa thả tao ra mà. Mày thả tao ra trước đi. Mày quýnh tao bầm dập rồi, tao chạy đâu có được. Đại ca. Cởi dạ. Cho nó. Bí mật gì nói mau. Tụi mày đá tao lên. Nói mau. Bí mật. Bí mật. Có một bí mật. Một bí mật. Đưa lại. Bí mật gì nói đi. Nhưng mà tụi mày phải hứa trả tự do cho tao nghe. Mày nói mau. Có một bí mật quan trọng là có liên quan tới vấn đề mà trong địa bàn làm ăn của tụi bay đó. Mà đặc biệt là hai cái địa bàn mà tụi bay chiếm của Dũng Sầu. Còn một chuyện này, Dũng Sầu kêu tao xâm nhập vào địa bàn của tụi mày. Tao thấy mẹ của mày với bà của thằng này hai người ngoại tình với nhau. Xin lỗi, tao rất tiếc. Tao rất tiếc. Điều bí mật tao đã nói hết rồi. Đập chết nó cho tao. Dạ. Chết đi. Mày nè mày. Đúng rồi. Đi. Tụi bay canh chừng nó cẩn thận cho tao. Dạ. Mẹ nó, tức chết đi được. Tao nghĩ không phải chỉ là có một mình thằng chó tám lạng không đâu. Nếu tụi nó muốn ám sát tao, tụi nó không buông tha dễ dàng như vậy. Đại ca, hẹn chúng ta ra tay trước, chiếm hết sòng bài và những địa bàn còn lại của Dũng Sầu, giết chết Dũng Sầu và đàn em của chúng trước khi chúng kịp làm gì. Kế hoạch này tao đã nghĩ từ lâu rồi, nhưng tao muốn chờ thời cơ thích hợp. Dũng Sầu, mày muốn chơi, mày muốn chuốc họa vào thân, tao sẽ chiều theo ý mày. Xử hết tụi nó đi. Dạ. Đại ca yên tâm, ngày mai đại ca sẽ nhìn thấy sự thảm bại của bọn chúng. Nhưng còn thằng Hùng Liên thì sao? Thằng này không phải dạng vừa đâu, khó nuốt lắm đó. Đại ca, em sẽ nuốt nó cho đại ca xem. Được, anh tin tưởng chú mày. Em sẽ không phụ lòng
mong mỏi của đại ca. Tốt lắm, tụi mày tiến hành đi. Dạ, em xin phép. Chị nhớ mỗi lần em lo lắng hay là cầu xin cái gì thì em mới xếp hạt mà. Nè, bộ hôm nay có gì lo lắng hay là cầu xin cái gì hả em? Mà sao ngồi xếp nhiều hạt vậy? Dạ, em xếp chim hạt để cầu bình an cho con gái của em. Nhắc con cái chị mới nhớ, lần trước chị nghe em nói với thầy Phước là em có con với thầy. Mà chuyện đầu đuôi sao kể cho chị nghe coi. Hả? Dạ. Hạnh à, có những nỗi buồn để hoài trong lòng không có tốt đâu em. Nếu như chị có con gái, chị có để nó xa chị không? Chị chưa từng có con nên cũng không hiểu được cảm giác làm mẹ. Nhưng chị cảm nhận được tình cảm của người mẹ đối với đứa con của mình như thế nào. Mẹ chị rất thương chị. Bà ấy có thể làm tất cả vì chị. Và mẹ chị đã chết để bảo vệ cho chị. Cho nên chị nghĩ là người mẹ nào cũng thương con hết em ạ. Dạ. Em nghĩ là có thể con em nó vẫn còn sống đó chị. Mà nè, đầu đuôi câu chuyện ra làm sao? Em kể chị nghe đi, biết đâu chị giúp được em. Hả? Sao em? Chị, em đã bán con. Cái gì? Bán con hả? Trời đất ơi, mà sao vậy? Mà sao em lại làm như vậy hả Hạnh? Sao vậy em? Tất cả là lỗi của em. Em không biết từ lúc nào em chìm đắm trong cờ bạc. Em muốn bỏ mà em làm không được. Em phải cầm cố nhà cửa để được chơi bài. Kéo không? Kéo. Giang. Quắp chung đi. Chung cho bà nè. Mẹ ơi, con đói bụng. Tránh ra chỗ khác nha. Vâng. Mẹ, con đói bụng. Mẹ, con nói bụng. Chính là chỗ khác rồi.
chửi tao hình chi vậy? Ra ngoài đi. Coi bà gì lâu vậy? Chắc quắc nữa. Quắc nữa hả? Quắc rồi. Rồi kìa, đi. Đó lên đó, đi. Thấy chưa? 30 nè. Thôi để làm cái thêm dán nữa đi. Thôi, hết thôi, 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 hết tiền là sao làm cái được? Nãy giờ thôi, thôi, bà hết tiền là bà nghĩ đi, bà để ta làm cái đi. Hết tiền rồi làm cái gì? Về lấy thêm tiền đi. Bà này làm cái đi. Bà ơi, không có tiền không cho làm đâu. Tôi làm cho. Tiền bên kia lát qua lấy, làm gì lo như vậy? Bà lấy đặt tiền đi, rồi lại đi làm cái đi. Thiếu tờ đó nha. Rồi, đặt đi, tôi làm nè. Để lên mới đi mượn tiền rồi. Kinh. Anh cho tôi vay mấy chục triệu đi, tôi gỡ lại được không? Tôi có tiền tôi trả lại liền. Bà có biết là bà thế chấp căn nhà của bà bao nhiêu chưa? Giờ còn mượn nữa. Tôi biết. Khoảng 380 chứ nhiêu. Vậy mà còn đòi mượn nữa hả? Căn nhà của bà trị giá khoảng 400 thôi. Cái gì? Mà thôi vậy đi, tôi nể tình bà là khách quen, tôi ưu tiên cho bà. Nếu như bà đồng ý ký vào tờ cam kết này, tôi cho bà vay thêm 20 triệu nữa là chẳng 400. Cái gì? Căn nhà của tôi có người đòi mua hơn 500 triệu mà tôi còn không bán. Sao ông tính có 400 triệu vậy? Lúc trước khác, bây giờ khác. Đất đai lên xuống là chuyện bình thường. Nếu như tôi cộng lãi mẹ và lãi con, chắc hơn 500 triệu rồi đó. Anh tính kỹ lại coi, đâu mà dữ vậy? Bây giờ bà đừng có lôi thôi nữa. Bà có lấy hay không thì nói một tiếng, tôi không có thời gian mà lôi thôi với bà. Cuối cùng thì bà cũng phải lấy số tiền này thôi. Đã leo lên lưng ngựa thì phải cưỡi ngựa. Sao, suy nghĩ kỹ chưa? Nếu bây giờ không lấy để đánh, làm sao mà gỡ để chuộc lại căn nhà? Nếu không gỡ được thì biết làm sao đây? Thôi được rồi, tôi lấy thêm 20 triệu nữa. Khoan, trước khi lấy số tiền này, bà phải ký vô tờ cam kết này cái đã. Chúc bà chị vui vẻ nha. Đây mày. Nè. Đây làm cái hên quá, tôi ăn hết. Quá quậy trời. Khoan khoan, tôi đang hên. Đừng có chơi, tôi đang hên. Gì vậy? Thôi, tôi bằng cái cho. Có tiền không? Có tiền, bằng cái. Có tiền rồi, bằng cái đi. Thôi, tôi làm cái. Vừa với tôi 100 mà đưa đây. Bà nặng lâu quá. Chắc là quắc đó. Chắc vậy nữa quá. Cầm bài lâu quá vậy, sao không bỏ bài ra? Chắc quất rồi chứ gì. Lẹ đi, sao không bỏ bài ra đi? Rồi, chung tôi đi. Đúng rồi đó, chung cho tôi đi. Quay lại đi. Trời ơi, tu bài người ta xong rồi bỏ chạy đâu vậy? Chung tiền người ta đi, chung cho tôi nữa. Trả tiền đi, mày đi. Thôi tôi xin lỗi mấy chị. Xin lỗi cái gì? Có tiền tôi trả cái bài này. Gì? Trời ơi, bà ăn nói gì vậy? Tại bây giờ tôi không có tiền. Ăn nó thì lấy. Thôi, nó không có tiền hả? Tôi không biết, chung đủ cho tụi tôi đi. Ờ, đúng rồi đó. Đúng đi, đúng đủ đi. Đúng đi, đúng đi. Nói cho bà biết nha, nếu mà bà không chung á, bà không ra khỏi chỗ này được đâu. Ừ, đúng rồi. Trả tiền đi. Trả tiền đi. Trả tiền đi. Trả đi, trả đi. Có chuyện gì? Im lặng hết đi. Còn bạn bắt cả đám bây giờ đó. Trời ơi, anh coi kìa. Nó thôi mà nó không thì chung tụi tôi. Đúng rồi. Chuyện gì nữa chị Hạnh? Anh ai? Gì đó? Bà thiếu tiền tụi tôi, không trả. Anh chỉ cứ bình tĩnh đi.
tôi sẽ chịu trách nhiệm hết cho. Sao vậy hả Hạnh? Từ hồi mở cái sòng bài tới giờ, chưa có ai dám cả gan vô đây một mình thiệt. Cô là người đầu tiên đó. Giờ cô tính sao? Thôi, mấy anh chị coi như là nể mặt hại hổ này. Yên tâm, tôi sẽ đứng ra bảo lãnh hết vụ này. Có người đem tiền tới tận nơi trả cho anh chị. Vậy ha? Đó. Anh Hổ nói vậy nghe không được á. Thôi, đi lại chơi tiếp đi mấy bà ơi. Chơi đi, chơi đi. Chơi tiếp đi. Chơi tiếp đi. Sao vậy? Một kỹ nữ xinh đẹp bây giờ lại ra nông nổi như vậy à? Người đàn ông của cô đâu rồi? Tất cả là do ông. Ông hại tôi ra nông nổi như vậy. Là do tôi hay là do cô ngu? Theo tôi thì không chịu. Để bây giờ phải thảm hại như vậy. Tôi cũng thấy xót xa cho cô lắm. Ông thôi đạo đức giả đi. Hãy để cho mẹ con tôi yên. Thôi đủ rồi, không nói chuyện đó nữa. Cô thua hết bao nhiêu vậy? Ba chục. Giờ thì cô tính sao? Cho tôi thêm một thời gian nữa. Khi nào có tiền tôi trả. Cô không nghe tôi hứa với mọi người hồi nãy à? Tôi không cần biết. Trong vòng ngày hôm nay, cô phải mang tiền tới trả cho tôi. Còn không á, cô đừng trách tại sao tôi ác. Cô nghe rõ chưa? Con bé dễ thương lắm. Tôi thích con nít. Lại đây chú Ẩm. Mẹ ơi mẹ. Mẹ. Thôi được rồi, nếu như cô đồng ý, tôi sẽ cho cô một cơ hội để gỡ lại. Thậm chí nếu cô nghe lời tôi sẽ trả hết nợ cho cô, cộng thêm 20 triệu tiền mặt. Cho cô chơi tiếp. Nếu như cô may mắn cô thắng thì cô sẽ lấy lại nhà và nhận lại đứa bé này. Không, nó là con của tôi. Tôi không cho ai hết á. Nếu điều khác thì được, còn con của tôi thì không. Thôi được rồi, tôi sẽ cho cô thêm thời gian để suy nghĩ. Còn nếu không, cô phải mang tiền trả cho tôi. Không trả thì đừng trách sao tôi độc ác nha. Cô hiểu chưa? Không sao đâu con. Đây là số tiền mà chị cần. Của tôi được bao nhiêu vậy? Như lời anh hai hứa, 20 triệu. Cô muốn đếm lại không? Khoan, bà chị phải ký vào đây trước, rồi mới có được số tiền này. Tại sao phải ép tôi ký vào tờ giấy này? Tới bây giờ bà còn dám nói tụi tôi ép bà? Chính bà là người tự nguyện bán con bé. Ở đây không ai ép bà. Nhưng mà tôi chỉ gửi con bé cho mấy người vài ngày thôi. Chừng nào có tiền
tôi sẽ đón nó lại. Nhưng mà ở trong này lại ghi là tôi bán con bé là sao? À, tôi hiểu ý chị rồi. Nhưng mà không sao, giấy cam kết chỉ viết như vậy thôi. Chứ khi chị có tiền chuộc con bé, bọn tôi sẽ trả lại. Chứ bọn đàn ông như tụi tôi á, thì giữ con bé làm cái gì? Vừa tốn cơm vừa tốn gạo. Chị cứ yên tâm mà kỹ đi. Anh nói vậy có thiệt không đó? Anh hứa với tôi đó nha. Được rồi, tôi hứa. Kỹ đi. Anh hứa phải giữ lời đó. Chị yên tâm. Nhưng mà dạo này sòng bạc của tụi tôi bị công an theo dõi dữ quá, không có làm ăn gì được. Đợi anh hai lo xong thì mới làm lại được. Vậy tôi cầm số tiền này chẳng phải là vô nghĩa sao? Sao chị nói là vô nghĩa? Chứ anh nghĩ tôi lấy số tiền này để làm gì? Tôi chỉ muốn gỡ gạc lại thôi. Tưởng chuyện gì, chuyện đó thì quá dễ. Sòng bài thì thiếu gì, chỉ sợ chị không có tiền mà chơi thôi. Chị thấy tôi nói có đúng không? Thôi, hết giờ rồi, đưa đứa bé đây. Mẹ, mẹ đừng có bỏ con. Mẹ sẽ đón con về. Mẹ sẽ đón con về mà. Đi mày. Và cho tới bây giờ em không biết con mình là ai nữa. Như vậy là em bán con mình phải không chị? Nghe chị nói nè, chị cũng không biết nói sao cho em hiểu. Nhưng mà theo những gì từ nãy giờ em kể thì em cũng chỉ bị gài thôi. Thôi nín, nín. Chị tin là con bé nó vẫn còn sống. Và một ngày nào đó mẹ con em sẽ được sum họp thôi mà. Cứng rắn lên, cứng rắn lên nghe nghe. Em có thiệt vậy không chị? Em chào chị. Khỏi cần. Ê, hả? Bữa nay bà thấy gì lạ không? Tự nhiên bịt khẩu trang rồi đeo kính đen, nhìn không ra thể thống gì hết trơn. Không nghe nói gì sao? Hôm bữa bà bị đánh ghen á. Hả? Thiệt hả? Ừ. Cho vừa, cho bỏ cái tật chảnh đi. Ê, nè, mới nói gì đó? Nói ai chảnh đó? Đâu có gì đâu chị. Hôm qua em đi xem bộ phim, con nhỏ diễn viên vừa xấu mà vừa chảnh nữa chị. Nè, mấy người lo làm việc đi nha. Tôi mét với anh Hoàng là mấy người suốt ngày lo tám chuyện chứ không lo làm việc gì hết đó. Anh Hoàng đuổi ráng chịu. Ừ, dạ. Còn cô á, cô coi chừng tôi đó. Chị có sao không chị? Tôi không cần. Trời ơi, qua coi coi sao bà. Em có sao không? Có sao không Xuân? Có đau lắm không em? Chị đỡ vậy nè. Xuân, có sao không Xuân? Xuân có sao không vậy Xuân? Em có sao? Trời ơi, nên em ngồi nghỉ đi. Đau em quá. Có sao không vậy? Có sao không em? Nè, ngồi đây nè em. Đi lên ngồi đi. Từ từ thôi. Trời ơi, đau lắm hả Xuân? Xuân ơi, Xuân té nhẹ mà sao có trúng vết thương cũ không mà sao nhìn Xuân đau dữ vậy? Có sao không Xuân? Sao giờ chắc chị? Không ổn rồi, thôi mình đưa Xuân vô bệnh viện. Ừ, đi hả? Dạ. Ông ra gọi taxi. Ừ. Bà lấy cái túi lên Xuân đi. Đi, ráng ráng lên Xuân, ráng lên Xuân, từ từ thôi. Ráng tí đi Xuân. Em đau quá chị ơi. Đúng là xạo, mới té xíu làm gì ghê dữ vậy? Mình đá cũng gãy cái bàn luôn nè, không ai quan tâm hết.
Mấy đứa này bộ muốn nghỉ việc hết hay sao á? Xuân Hoàng. Được rồi em cứ nằm đi. Em bị sao vậy? Anh nghe mọi người nói em bị đau nặng lắm à? Dạ, tại vì em làm việc nặng nên bị đau lưng thôi. Chắc em không sao đâu. Nếu mà như vậy, lần sau đừng làm việc nặng nữa, nghe chưa? Dạ. Mà em thấy đỡ nhiều chưa? Dạ, em đỡ rồi. Bây giờ em nằm nghỉ một chút nha. Anh đi mua đồ ăn cho em ha. Anh đi nha. Căn bệnh suy thận của mình chỉ làm cho mọi người lo lắng thêm thôi. Mình không muốn mọi người phải lo, nhất là ông bà ngoại. Thôi, bà làm ơn bà dậm chân tại chỗ giùm tôi một cái. Làm gì kìa? Tới lui chóng mặt quá bà. Không biết có chuyện gì mà sao tôi thấy hồi hộp quá. Tôi nói rồi không có chuyện gì đâu. Đừng có lo lắng quá vậy, mệt quá. Tôi có một cái linh cảm gì đó lạ lắm. Thôi bà làm ơn bà dẹp cái linh cảm linh thiêng của bà giùm tôi để tôi nghe cải lương chút xíu đi. Tôi mà hễ có cái linh cảm điều gì á thì thường có xảy ra lắm. Ủa sao không đi làm đi còn nằm đây? Trời, bà nói sao vậy? Hồi sáng bà biểu tôi khoan chạy xe ở nhà chút rồi chở bà ra chợ, bà mua ít đồ về bà nấu bà bồi dưỡng cho ăn sưng. Rồi cái bây giờ bà hỏi tôi vậy là sao? Tôi quên. Thấy chưa, đầu óc thiếu tập trung, cứ lo suy nghĩ cái gì đâu không quên trước quên sau. Thôi bây giờ cái này là phải tập trung nè. Làm ơn vô nhà kiếm chỗ ngủ đi, để cho tôi nằm tôi nghe cải lương chút xíu đặng tôi chạy xe. Anh Hoàng, em không muốn làm cho anh buồn. Thật sự, em rất vui khi có anh là một trong những người quan tâm tới em. Nhưng mà em không hiểu những lúc như thế này tại sao em cứ nhớ tới anh Hùng. Xuân à, em đừng suy nghĩ nhiều nữa. Anh hiểu mà. Chuyện tình cảm không nên gượng ép đâu. Anh sẽ đợi. Anh cũng muốn gặp Hùng một lần, để xem người Hùng trong lòng của em như thế nào. Xem có đẹp trai bằng anh không. Xuân à. Anh Hùng. Chào. Anh là anh Hùng. Ừ. Tôi là Hoàng. Tôi có nghe Xuân kể với anh. Rất vui được gặp anh. Thôi em nói chuyện với anh Hùng đi. Anh ra ngoài một lát. Dạ. Xin phép. Cảm ơn anh. Xuân, em bị sao vậy? Em bị gì vậy? Nói anh nghe đi. Em... Anh Hùng. Em làm sao? Em không biết tình cảm của em dành cho anh là tình cảm gì nữa. Chắc có lẽ từ nhỏ em đã thiếu tình thương của người thân, cho nên tới khi gặp anh
Em không muốn bất cứ ai giành anh khỏi em. Em không muốn mất anh thêm một lần nào nữa. Em không hiểu tại sao lúc nào em cũng nghĩ về anh. Mặc dù em biết em là em gái của anh. Anh Hùng ơi, bây giờ em phải làm sao đây? Em gái của anh à? Em ngốc quá. Anh hiểu hết chứ. Đừng có khóc nữa nha. Anh Hùng ơi, anh đừng nói cho bà ngoại biết là em nhập viện nha. Ngoại biết là ngoại lo lắm á. Ừ, anh biết rồi. Anh hứa với em là sẽ không nói cho bà ngoại biết đâu. Yên tâm nha. Thôi mà, đừng có khóc nữa nha. Thôi bây giờ anh về nha. Mặt cứ bí xị vậy sao đi về được. Thôi đừng khóc nữa, nằm xuống nghỉ ngơi nha. Anh đi nha. Không được khóc nữa nha. Anh Hùng, tôi muốn nói chuyện với anh một chút. Anh cứ nói. Anh ngồi đi. Tôi nghe Xuân nói là cô ấy yêu anh. Anh yên tâm đi. Tại tôi nghĩ ngay từ hồi nhỏ Xuân đã thiếu thốn tình cảm, cho nên Xuân mới mơ hồ trong cách nghĩ như vậy thôi. Tôi tin rằng sau một thời gian, tới một ngày nào đó Xuân sẽ hiểu ra tất cả. Anh nói thật chứ? Tôi thấy yên tâm khi có anh quan tâm và chăm sóc cho Xuân. Tôi rất cảm kích. Cảm ơn anh rất nhiều. Tôi hứa với anh, tôi sẽ chăm sóc cho Xuân một cách cẩn thận và chu đáo. Thôi được rồi, tôi đi nha. Anh Hùng à, anh hãy về nhà đi. Hãy về với gia đình đi. Xuân đã kể về anh cho tôi nghe hết rồi, kể cả công việc hiện tại của anh nữa. Thật ra tôi không biết công việc hiện tại của anh đang làm là gì, nhưng tôi tin chắc một điều là tôi với anh cùng có một điểm chung, đó là gia đình. Anh hãy suy nghĩ thật kỹ về điều này. Mặc dù chúng ta mới gặp nhau lần đầu, nhưng mà không hiểu sao tôi rất tin anh. Tôi tin anh là một người tốt. Cảm ơn anh. Quang, anh có thể giúp tôi chăm sóc cho Xuân được không? Tôi làm được. Cảm ơn anh. Thôi, tôi đi nghe. Chào anh. Anh cứ yên tâm, nhất định tôi sẽ làm cho Xuân được hạnh phúc. Hùng ơi, mình hy vọng là Hùng không bị vướng vào những vụ án nghiêm trọng. Nhưng mà con đường Hùng đi thì làm sao mà tránh được những vụ giết chóc, những vụ buôn bán ma túy chứ. Minh, con đang lo lắng chuyện gì vậy? Dạ không có gì chú. Dạ con mời chú có bệnh uống nước. Con đang nghĩ về những vụ án mạng có liên quan tới Hai Hổ và Dũng Sầu. Hai băng nhóm đó
có những vụ làm ăn, có những vụ thanh toán với nhau hết sức phức tạp. Bọn chúng có những thủ đoạn hết sức tinh vi, thậm chí có những vụ giết chóc làm cho chúng ta khó nhận biết được là tai nạn hay là mưu sát. Cô sẽ tìm ra chứng cứ để đem bọn chúng ra ánh sáng. Nhưng mà làm việc là phải công tư phân minh. Dạ, chú đã biết hết rồi. Con đừng vì tình bạn mà quên đi nhiệm vụ. Chú rất tin tưởng ở con. Chú à, con sẽ không để chuyện tình cảm ảnh hưởng tới công việc đâu. Công lý là trên hết. Chú biết con là người cương trực, nhưng ý của chú là con đừng quá bận tâm, đừng quá lo lắng. Nếu như Hùng bị pháp luật trừng trị, sẽ tốt hơn là để anh ta sống ngoài vòng pháp luật. Con thử nghĩ đi, nếu như anh ta vẫn còn ở bên ngoài, sẽ có hai trường hợp xảy ra. Một là cậu ta sẽ bị chết dưới bàn tay của băng nhóm hai hổ. Hoặc là cậu ấy sẽ trực tiếp hay là gián tiếp buộc phải giết nhiều người khác, trong đó có cả những người vô tội. Kế hoạch sao rồi, đại ca? Là sao? Đây là điện thoại của thằng Tám Lạng. Tối nay thằng Hùng Lì sẽ đi lên Tây Ninh. Chúng ta sẽ giết Dũng Sọc. Hay, hay lắm. Vì vậy tranh thủ lúc thằng Hùng đi xa, chúng ta ở đây nhanh gọn lẹ. Em thích câu nói nhanh gọn lẹ của đại ca lắm. Khá lắm. Tin nhắn của anh Tám. Đến coi. Cứu anh với. Anh đang ở xứ Trúc Tây Ninh. Trời đất, nó làm gì ở Tây Ninh? Không liên lạc được. Chắc là anh gặp nguy rồi. Đi nhanh thôi. Đi. Chuyện sao đây anh Hùng? Tao vừa nhận được tin nhắn. Anh Tám nói ở xứ Trúc Tây Ninh. Cái gì? Ủa sao lại ở Tây Ninh? Chắc anh Tám gặp nguy hiểm rồi đó. Đi. Đi. Ờ. Hả? Khoan đã. Chuyện gì? Anh Sáu à. Hả? Anh và một số anh em ở lại bảo vệ cho chú Hai đi. Tình hình bây giờ phức tạp lắm. Em nhắc là mới nhớ. Cứ lo cho Tâm lại chút xíu nữa quên đại ca rồi. Em với mấy anh em đi cẩn thận nha. Không có gì gọi điện liền cho anh nha. Em đi nha. Ừ. Anh Dũng, anh Vũ, Tuấn, Tú, Bảo, Tèo, đi theo tôi. Tất cả anh em còn lại bảo vệ chú Hai. Dạ, dạ, dạ. Đi. Giờ sao anh Sáu? Trước mắt thì anh em mình cưới ở đây.